chuyên gia, sư ông sư bà ngồi trên chiếc áp tây là vừa đi vừa uống ba ba, vừa đi vừa hút lên miêu, vừa đi vừa kiếm hô theo đèn xuân trẻ nhỏ. Thịnh còn đi con này không? Thịnh mà không đi Thịnh đô đết lại cho mình con này được không? Con này đẹp nhờ. Hứa không đổi biển luôn, không sang tên luôn. Ui, đây là thế, đây là xe đời mới đúng không? Có cả đồng hồ điện tử đấy. Wow. Xin chào
thôi, mình là đối tượng bất hợp pháp hoang buổi sáng Korea đấy. Cái chí, anh đã bảo cảnh sát đấy mà. Có lẽ chưa chỗ anh ạ. Yeah.